Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với uh, channel Hùng Xe Hơi Tháng nay em cập nhật nhanh qua giá Hyundai Accent uh, 4 phiên bản uh, Thật sự là vẫn được hỗ trợ nhưng mà tuy nhiên thời điểm này thì uh, Giá bán cũng khá là căng rồi, giá tháng 12 thì uh, Đặc biệt những dòng xe hot như Hyundai Accent thì uh, Lượng xe nó không còn nhiều và lượng hợp đồng chờ cũng rất là nhiều rồi uh, Mình đang có nhu cầu mua thì cân nhắc và liên hệ để đặt xe sớm nhé uh, Hyundai Accent số sàn bản bay hiện nay à, mức giá đang dao động vào khoảng 390 triệu đồng và lăn bánh tại tỉnh địa phương và sau khi giảm thuế 50 trăm sẽ là 416 triệu đồng trả góp từ 105 triệu đồng nhé đó là phiên bản rẻ nhất số sàn à, phiên bản 1.4 số sàn bản đủ hiện nay đang chào bán là 445 triệu đồng à, trả góp thì sẽ dao động từ 120 triệu đồng và lăn bánh dự kiến tại tỉnh như Bắc Ninh thì sẽ là 475 triệu đồng À, phiên bản Accent 1.4 số tự động bản thường à, hiện nay đang chào bán là 502 triệu đồng nhé và lăn bánh dự kiến tại tỉnh chúng ta thì sẽ là 532 triệu đồng trả góp tối thiểu từ 130 triệu đồng và phiên bản Accent 1.4 số xa à, số tự động bản đủ thì hiện nay đang chào bán mức giá là 542 triệu đồng và tại tỉnh ở Bắc Ninh chúng ta sẽ lăn bánh đâu đó vào khoảng 575 triệu đồng và trả góp cũng chỉ từ 150 triệu thôi. À, sau khi giảm thuế thì à, số tiền trả góp tối thiểu à, giảm đi khá khá nhiều rồi. Chúng ta chuẩn bị 20% giá trị xe cộng với à, 5% thuế. Đi kèm với đó là bảo hiểm thân vỏ xe cũng như là à, chi phí đăng ký đăng kiểm. So với tháng trước thì à, giá xe tăng khá khá nhiều. À, anh chị à, mua xe tháng trước thì à, hưởng ưu đãi kép về giảm giá cũng như là giảm thuế. Tuy nhiên thì uh, sang tháng 12 này mức giá sẽ hơi uh, co lại một chút uh, Quan trọng là mình đang có nhu cầu tìm mua xe đi trong cái điều kiện dịch bệnh như này Thì uh, một cái phương tiện cá nhân cũng rất là hữu ích và nó phục vụ mình uh, Anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu mua xe Hyundai Accent Các phiên bản cần lái thử, tư vấn về xe hay các dòng xe đối thủ thì có thể liên hệ trực tiếp Có online đính kèm trên màn hình giúp em nhé uh, Bên em bán đầy đủ các đầu xe cũ mới và cung cấp đầy đủ các dịch vụ như là trả góp ngân hàng, đăng ký, đăng kiểm Nên là mình đang có nhu cầu thì có thể alo, bốc máy để bên em tư vấn thêm nhé Ở Hiện nay thì khá khá những cái dòng xe hạng B đều đang trong tình trạng là khan xe và mức khuyến mại cũng bị co lại so với thời điểm trước Nên là mình có thể cân nhắc, quyết đoán vì em nghĩ là từ giờ đến Tết cái khả năng giảm giá sẽ không nhiều đâu Đặc biệt là sang đầu năm khi mà năm nay Tết khá sớm, tháng hết tháng 1 là chúng ta Tết rồi mà thật sự nhà máy ra xe cũng phải ngoài mùng 10 Nên là mình nên cân nhắc và đặt xe sớm nhé Rồi, xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo